Ai là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, Ronaldo hay Messi? Sự xuất sắc của hai cá nhân khiến cho quãng thời gian họ thống trị bóng đá được gọi là kỷ nguyên Ronaldo và Messi, và gây nên những cuộc tranh cãi kéo dài gần 3 thập kỷ. Nhưng sau trận chung kết World Cup 2022, chỉ mỗi Messi được bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại. Và cuộc đua song mã giữa Ro và Si bắt đầu kể từ khi họ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, quả bóng vàng từ những năm 2008. Kể từ đó, bộ đôi này tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong suốt gần 3 thập kỷ. Trong khoảng thời gian này cũng xuất hiện rất nhiều những ngôi sao khác, nhưng không một ai có thể đạt tới được đẳng cấp như vậy. Chính vì vậy mà cuộc tranh cãi này đã tạo nên rất nhiều màu sắc cảm xúc và sự hứng khởi cao độ cho người yêu bóng đá trên toàn thế giới. Trong đó phải kể đến bộ phận số đông người hâm mộ công kích chéo nhau về thần tượng của mình. Tuy nhiên, cả hai lại luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nhau. Ronaldo từng dẫn dắt Bồ Đào Nha vô địch Euro, còn Messi từng gánh Argentina vô địch Copa America. Messi giành nhiều quả bóng vàng và chiếc giày vàng hơn, nhưng Ronaldo lại là ông vua ở cúp C1. Bên cạnh đó là hàng trăm thống kê khác nhau mà cả hai luôn ở vị trí đầu bảng. Họ gần như ngang bằng trong so sánh 1-1. Chính vì vậy mà câu hỏi ai xuất sắc hơn ai phải kéo dài trên con số gần 3 thập kỷ. Ganh đùa về mặt danh hiệu. Quay lại với mốc thời gian năm 2016, đây thực sự là một thái cực trái ngược của cả hai khi Ronaldo giành được hai chiếc cúp vô địch ở hai đấu trường danh giá nhất là Euro và cúp C1, trong khi Messi lại là tội đồ khiến cho Argentina chịu thất bại liên tiếp lần thứ 6 tại trận chung kết một giải đấu lớn. Đây thực sự là một năm tồi tệ với Argentina khi hai lần thua Đức ở chung kết 1990 và 2014, hai lần thua Brazil ở trận chung kết Copa America 2004-2007. Và hai lần thua Chile ở chung kết Copa America 2015-2016. Đồng thời, câu lạc bộ Barca của Anh cũng lần thứ 2 trong vòng 3 năm bị loại ở tứ kết cúp C1 dưới tay của Atletico Madrid. Và cuối cùng, trong khi CR7 giành hai danh hiệu cá nhân cao quý nhất là quả bóng vàng, thì Messi lại không có tên trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, trong khi bản thân Messi lại là đương kim của danh hiệu này một năm về trước. Vào thời điểm này, nhiều người đã nói rằng Messi thực sự không thể sánh với Ronaldo. Hay như năm 2019 khi Messi bội thu danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm, kiêm vua phá lưới La Liga, vua phá lưới cúp C1, chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 3 liên tiếp, cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA The Best và đặc biệt nhất là quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp. Nhưng niềm vui của anh vẫn không thực sự trọn vẹn khi Barca chỉ giành được ngôi vị Á quân tại cúp nhà vua, bị Liverpool lội ngược dòng ở bán kết C1, còn đội tuyển Argentina chỉ xếp thứ 3 tại Copa America 2019. Vào thời điểm này, nhiều người đã nói rằng Messi không phải là mẫu cầu thủ gánh team chiến thắng. Quan điểm này cũng được chấp nhận một cách rộng rãi bởi Messi thì luôn được xem là quân át chủ bài, nhưng team của anh hầu như không thể bước lên ngôi vị cao nhất. Số phận đã tạo ra một cá nhân có kỹ năng siêu hạng và danh hiệu khổng lồ, nhưng lại cột chặt vào một món nợ kéo dài đằng đẵng với quê hương trong màu cờ sắc áo. Như vậy, thất bại ở đội tuyển quốc gia đã là một nút thắt khó gỡ kể từ kỳ World Cup 2014. Đồng thời, việc Messi hai lần đòi rút lui khỏi đội tuyển đã khiến số đông dư luận khẳng định Messi là một kẻ đào ngũ trên sân và không hề có tố chất thủ lĩnh. Nhưng cuối cùng, Messi đã dùng thời gian để cải chính điều đó. Và lần này, số phận đã mỉm cười với anh khi Argentina giành được chức cúp vô địch Nam Mỹ vào năm 2021 với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và là vua kiến tạo. Đến tháng 6 năm nay, Messi lại tỏa sáng với cú đúp kiến tạo cho Argentina giành siêu cúp liên lục địa. Việc giành hai cúp vàng danh giá trong 2 năm liên tiếp, Messi đã chứng minh một điều rằng nếu luôn bị số phận trêu đùa và khiến cho ước mơ chưa thành hiện thực thì hãy tiếp tục và nỗ lực không ngừng, bởi hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười ở quãng thời gian sau đó. Tại kỳ World Cup 2022, thế giới nợ Messi một chức vô địch. Nhưng xét cho cùng thì thế giới không nợ Messi, mà chính số phận đã gây nên điều đó. Bởi trước đây, số phận luôn trêu người em Pulga sau nhiều lần gục ngã trước cửa thiên đường. Và trận chung kết ở Qatar diễn ra, Messi đã nếm trải những gay cấn, căng thẳng, áp lực, nghẹt thở, vui mừng, thất vọng và rồi lại vỡ òa vì hạnh phúc. Màn trình diễn của anh trong trận chung kết này y như một mô hình thu nhỏ trong sự nghiệp. Ở tuổi 35, Messi cuối cùng cũng giành được chiếc cúp duy nhất mà bản thân từng bỏ lỡ. Nó khiến cho bất kỳ ai đều phải nói rằng Messi vẫn ở trong cái bóng của Maradona phải im lặng. Messi hoàn thành một trận chung kết hoàn hảo với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất. Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết tại World Cup. Sau khi Messi và Argentina lên đỉnh vinh quang sau gần 40 năm chờ đợi, sự hoàn hảo trong sự nghiệp của Messi đã vượt xa khỏi Maradona lẫn CR7. Vô địch World Cup đã trực tiếp thay đổi vị thế lịch sử của Messi từ chỗ kém Maradona và Pele một bậc, nay đã hoàn toàn bỏ xa hai huyền thoại tiền bối để trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử có bộ sưu tập danh hiệu độc nhất vô nhị. Như vậy, với sự dẫn dắt của Messi, tuyển Argentina đã thắng lợi hết lợi này đến thắng lợi khác.
Trong sự thống trị đó, Messi luôn là linh hồn và là trái tim trong lối chơi của cả đội. Chính vì vậy mà việc so sánh với Ronaldo ở khắp bốn biển năm châu cũng đã đến hồi kết thúc. Nhưng đa số các cựu cầu thủ lại nghĩ Ronaldo hay hơn Messi. Theo một khảo sát của tờ báo The Athletic, 2/3 cựu cầu thủ cho rằng sự nghiệp của Cristiano Ronaldo vĩ đại hơn Lionel Messi. 66% đã chọn Ronaldo khi được hỏi ai có sự nghiệp tốt hơn trong hai siêu sao. Theo phân tích của tờ The Sun, thì điều này có thể đến từ việc Ronaldo thi đấu nhiều câu lạc bộ hơn Messi. Sau khởi đầu khiêm tốn tại Sporting Lisbon, Ronaldo hai lần khoác áo Man United và một thập kỷ phục vụ Real Madrid và một lần đầu quân cho Juventus. Trong khi đó, Messi trung thành với Barca cho đến năm 2021 trước khi gia nhập PSG. Ronaldo sở hữu gần như mọi kỷ lục ghi bàn danh giá nhất thế giới bóng đá. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất Champions League với 141 bàn, là cầu thủ bóng đá nam ghi nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia 117 bàn, hay cầu thủ chuyên nghiệp ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử 816 bàn. Ronaldo cũng 5 lần vô địch Champions League, nhiều hơn 1 lần so với Messi. Nhưng Messi cũng trội hơn Ronaldo ở khía cạnh quan trọng trong sự nghiệp. Siêu sao người Argentina nắm giữ kỷ lục số danh hiệu tập thể 41, giành nhiều danh hiệu cá nhân hơn 7 quả bóng vàng so với 5 của Ronaldo. Messi từng nhiều lần tuyên bố anh không nghĩ việc trở thành cầu thủ giỏi nhất lịch sử mà chỉ muốn là phiên bản tốt nhất có thể của bản thân. Anh cũng cho rằng sự cạnh tranh của bản thân với Ronaldo giúp sự nghiệp của cả hai phát triển trong những năm qua. Có so sánh thì Ronaldo cũng khó có thể gần được những Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff hay Franz Beckenbauer, những người tạo ra niềm cảm hứng và phát kiến cho bóng đá. Không cứ thế dập khuôn trong số lượng quả bóng vàng hay cúp thế giới để nói ai hơn ai. Muốn so sánh, bạn phải xem xét sự xuất sắc thuần túy của người đó trên sân, kỹ năng lãnh đạo, tín nhiệm của đồng đội, màn trình diễn trong những thời khắc lớn, các phát kiến làm giàu môn thể thao và tác động đến cộng đồng. Vẫn biết việc so sánh The Greatest of All Time là vô bổ, so sánh giữa Ro và Si còn vô bổ hơn vì cả chục năm nay đã chắc chắn ai hơn ai. Nhưng người ta vẫn phải cố nặn ra một việc gì đó để so sánh nhằm gây sự chú ý, tạo sự kịch tính nhằm bán hàng, gây quảng cáo. Trên bảng quảng cáo phải có hai người đối đầu với nhau thì càng gay gắt càng tốt. Ronaldo bị đưa vào bán hàng với Messi là thế. Nhưng từ giờ, Ronaldo có thể sống bình an hơn với bản thân, vị trí kém cỏi hơn, chỉ chấp nhận thì mới bình an. Anh có thể bình tâm đối mặt với một thực tế rằng mình không giỏi như trước đây nữa, không đòi hỏi nghiễm nhiên có một vị trí chính thức trong đội tuyển quốc gia hay được một câu lạc bộ lớn mang về. Có thể bình tâm để tìm kiếm một câu lạc bộ phù hợp để viết nốt chương cuối cho sự nghiệp huy hoàng của mình. Hơi muộn nhưng còn hơn không. Ngày 18 tháng 12, Messi vô địch thế giới, còn Ronaldo được trả tự do.